Thưa quý vị, Thanh Hóa là một trong những tỉnh thiếu giáo viên trầm trọng nhất cả nước. Để góp phần giải quyết thực trạng này, thời gian qua các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện ký hợp đồng lao động với những giáo viên đủ điều kiện nhằm đảm bảo công tác giáo dục trong nhà trường. Tuy nhiên, mức kinh phí hỗ trợ của các địa phương rất thấp, dẫn đến khó khăn trong việc tuyển giáo viên theo dạng hợp đồng. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thanh Tân, huyện Như Thanh có 511 học sinh với 13 lớp. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường chỉ có 15 giáo viên, thiếu tới 11 giáo viên. Nhà trường đang ký hợp đồng lao động với 6 giáo viên, chủ yếu là các giáo viên mới ra trường. Tuy nhiên, mức hỗ trợ từ ngân sách của Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh dành cho giáo viên dạy hợp đồng khá thấp, chỉ 50.000 đồng một tiết học. Trung bình mỗi tuần, giáo viên hợp đồng được phân công dạy từ 18 đến 22 tiết, thì thu nhập cả tháng chỉ đạt từ 3,5 đến 4 triệu đồng. Với mức lương 4 triệu thì người lao động đơn giản, người ta cũng dễ dàng kiếm được. Cho nên đối với những thầy giáo, cô giáo, chỉ có những người yêu nghề, chia sẻ khó khăn với trường thì mới đến. Để làm được việc này, quả thật là đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là anh em cán bộ giáo viên nhà trường, đặc biệt là anh chị em giáo viên trẻ cũng đã gần gũi anh em giáo viên hợp đồng, chia sẻ khó khăn. Huyện Như Thanh đang thiếu hơn 117 giáo viên. Song, do mức hỗ trợ quá thấp nên việc ký hợp đồng và giữ chân giáo viên gặp rất nhiều khó khăn. Đối với giáo viên trẻ mới ra trường ấy, thì đang còn chờ biên chế đấy, thì nhà trường cũng đã đến động viên để cho các thầy cô cùng tham gia với lại nhà trường trước khi các thầy cô thi tuyển công chức vào ngành giáo dục của huyện Như Thanh. Còn đối với lại các thầy cô giáo viên mà nghỉ hưu rồi đấy, thì nhà trường phải xuống trực tiếp, xuống đến nhà và trao đổi động viên để các thầy cô mà đang còn sức khỏe, đang còn tâm huyết với nhà trường đấy, để các thầy cô tham gia cùng với nhà trường trong công tác giảng dạy nhà trường. Đến thời điểm này, với cái việc mà Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chưa có cái hướng dẫn về cái việc cho huyện được ký cái hợp đồng theo nghị định 111, cho nên cũng rất là khó khăn trong cái việc mà giáo viên yên tâm để công tác, có thể nói là một vài năm trong cái điều kiện cái hiện nay là cái biên chế cũng khó khăn và tinh giản biên chế. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, đang thiếu gần 13.000 giáo viên. Các huyện, thị xã, thành phố phải trích ngân sách, hỗ trợ các trường, ký hợp đồng lao động với giáo viên ngoài biên chế. Tuy nhiên, mức hỗ trợ giáo viên hợp đồng chỉ dao động từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Cá biệt, tại một số địa phương, mức hỗ trợ chỉ khoảng 2 triệu đồng một người một tháng. Do đó, các nhà trường hết sức khó khăn trong việc ký hợp đồng với giáo viên. Và khi ký được rồi, thì lại phải loay hoay tìm cách giữ giáo viên ở lại giảng dạy lâu dài. Cái khó của cái mức lương mà để trả cho giáo viên hợp đồng nó là nó chưa đảm bảo được theo với cái ta gọi là cái lao động thời vụ bây giờ. Bởi vì là lao động trí óc chất xám của thầy cô lên lớp nó không giống như là lao động chân tay. Tuy nhiên thì cũng bằng động viên rồi thuyết phục và đặc biệt là cái tình cảm của các đồng chí đã nghỉ hưu thì với nhà trường thì họ cũng cố gắng là vượt qua để phục vụ cùng với nhà trường thực hiện cái công tác chuyên môn. Tỉnh Thanh Hóa chưa có quy định cụ thể về việc ký hợp đồng thuê giáo viên ngoài biên chế. Vì vậy, mức hỗ trợ giáo viên hợp đồng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách của các địa phương. Do không có quy định nên dẫn đến tình trạng mỗi địa phương có một mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ riêng dành cho giáo viên hợp đồng. Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên bằng cách ký hợp đồng với giáo viên ngoài biên chế chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Song, ngay cả trong giải pháp tình thế mà vẫn còn tồn tại bất cập lớn về thu nhập thì sẽ rất khó để các giáo viên hợp đồng có thể toàn tâm toàn ý giảng dạy. Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Chuyện Trong Ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, năm học mới đã bắt đầu được hơn một tháng, thế nhưng với nhiều địa phương, vấn đề bất cập nhất hiện nay là tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học như âm nhạc, tin học. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dù đã tổ chức tuyển dụng, thế nhưng vẫn còn thiếu đến 6.000 giáo viên biên chế. Để đảm bảo tổ chức lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, các quận huyện, ngành giáo dục tại thành phố đang lên kế hoạch tuyển dụng đợt 2 vào giữa tháng này. Trong khi chờ đợi, các trường đành phải xoay sở để đảm bảo dạy và học. Giáo viên nhiều môn như âm nhạc, tin học, tiếng Anh phải chạy xô liên trường trong bối cảnh thiếu giáo viên trầm trọng. Chưa tuyển được giáo viên âm nhạc dù năm học mới đã bắt đầu. Thế nên, để đảm bảo dạy và học, trường trung học cơ sở Bình An đành phải thỉnh giảng giáo viên từ nơi khác. Cô Tú là giáo viên biên chế của một trường trung học cơ sở
cách trường Bình An 2 km. Đây là trường thứ hai cô Tú dạy với vai trò giáo viên thỉnh giảng. Hiện tại thì em có được mời tham gia thỉnh giảng của hai trường, đó là trường Trung học cơ sở Bình An và trường Trung học cơ sở Bình Đông ạ. Và mỗi trường như vậy thì dao động từ 8 đến 10 tiết. Năm nay, giáo viên chạy xô náo nhiệt hơn bởi được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh bật đèn xanh. Theo chương trình mới, từ năm học này, tiếng Anh, tin học là môn học bắt buộc ở lớp 3. Cùng với đó là bắt đầu chương trình phổ thông lớp 10 với các môn nghệ thuật. Tuy nhiên, do thiếu giáo viên, thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học có phương án bố trí giáo viên linh hoạt. Mời giáo viên thỉnh giảng đang là giải pháp mà nhiều trường lựa chọn trong khi chờ tuyển dụng giáo viên bổ sung. Thế nhưng, không phải bộ môn nào cũng mời được. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ đến nay mới chỉ mời được giáo viên thỉnh giảng môn âm nhạc. 50 học sinh lớp 10 theo học môn mỹ thuật tại trường. Những tuần đầu, học sinh phải tự nghiên cứu sách giáo khoa. Trường hợp mà không thỉnh giảng được thì vẫn tiếp tục là sẽ một cái giải pháp cuối cùng đó chắc là một thầy cô nào đó am hiểu ở trường rồi đứng lớp thử hoặc là coi rồi hướng dẫn cho các em trả lời các câu hỏi trước. Học sinh cấp 2, cấp 3 còn biết tự nghiên cứu sách giáo khoa, nhưng với các học sinh tiểu học thì khó. Để duy trì lớp học, nhiều trường đã chủ động hợp đồng với các giáo viên về hưu để lấp chỗ trống. Mình nghỉ ở nhà thì mình cũng cảm thấy buồn, nhưng mà đến khi mà trở lại trường thì được tiếp xúc với các em, rồi dạy dỗ các em, vui chơi với các em thì tôi rất là thích. Tôi nghĩ rằng cái giải pháp này nó đang thực hiện tốt, nào là sẽ khả thi trong khi chúng ta chờ cái lực lượng giáo viên có thể tuyển được, thì cái này chắc chắn nó phải có một thời gian, và sở cũng đã đặt hàng với Đại học Sài Gòn và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về cái lượng giáo viên để làm sao đủ trong những năm tới. Nhờ những nỗ lực này mà đến nay hầu hết các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đều đã ổn định dạy và học. Thế nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Lớp học không thể không có thầy. Về lâu dài, giải pháp căn cơ vẫn là tuyển dụng biên chế, tăng lương để giữ chân giáo viên. Khi nhà trường vẫn còn loay hoay đi tìm thầy cho trò, thì lấy gì để trò học tốt, thầy dạy tốt? Thiếu giáo viên đứng lớp đang là cơn đau đầu của nhiều trường học, nhất là trường công lập. Cũng vì thiếu giáo viên mà ban giám hiệu của không ít nhà trường đã phải đứng lớp để đảm bảo các tiết học và chất lượng dạy học cho học sinh. Một buổi học môn đạo đức tại trường tiểu học Ba Trại A, huyện Ba Vì. Hôm nay đứng lớp là cô giáo hiệu trưởng. Nhiều năm nay, cô giáo Hồng một lúc đảm đương hai công việc khi vừa quản lý trường học và vừa lên lớp hai tiết một tuần. Đây là tình cảnh bất đắc dĩ chỉ vì trường thiếu giáo viên. Ban giám hiệu chúng tôi thì ngày nào cũng trực ở trường, cho nên là cũng sẵn sàng để vào lớp để dạy cho các con, chứ không để chống tiết chống giờ. Những cái ngày khác mà có giáo viên nghỉ đột xuất mà không có thì tôi hoặc hiệu phó cũng vẫn vào dạy để đảm bảo cái việc dạy học của các em không bị gián đoạn. Còn tại ngôi trường này, thầy hiệu phó cũng phải lên lớp 5 buổi một tuần, đồng thời là chủ nhiệm lớp, trong khi quy định phó hiệu trưởng chỉ được dạy 4 tiết mỗi tuần. Không chỉ vậy, do trường thiếu cán bộ văn thư, thiếu giáo viên tổng phụ trách, nên giáo viên âm nhạc, mỹ thuật cũng phải kiêm nhiệm thêm những công việc này. Ban hiệu trường cũng sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để bổ sung cái cơ số giáo viên trong biên chế. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm nhiều cái giải pháp để làm sao đủ giáo viên. Trước mắt thì chúng tôi thực hiện là ban hiệu tôi vào dạy, phối hợp với việc chúng tôi tuyển giáo viên hợp đồng và mời giáo viên thỉnh giảng, để đảm bảo được cái duy trì các 35 lớp thực hiện cái việc dạy học bình thường. Với tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng như hiện nay, trung bình mỗi năm Hà Nội tăng thêm 35 trường học. Trong năm học 2022-2023, theo tính toán, thành phố sẽ phải cần 97.600 giáo viên, trong khi đó lại đang thiếu hơn 10.200 giáo viên. Trong những năm qua, dù những đơn vị sự nghiệp khác đã giảm lượng nhân sự bù vào phần thiếu giáo viên hiện nay, tuy nhiên, đến nay, ngành giáo dục thủ đô vẫn trong tình trạng chờ thêm biên chế. Những đơn vị mà còn thiếu giáo viên theo quy định thì cũng như chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, thì các cái đơn vị đó thực hiện cái việc mà ngoài cái định mức giáo viên hiện nay đang có thì sẽ tổ chức thực hiện cái việc hợp đồng theo cái nghị định 102 để từ đó có đủ giáo viên đứng lớp. Tinh giản cái số lượng viên chức
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cho nên thành phố Hà Nội không được giao tăng, mà tổng biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách của thành phố từ năm 2015 đến 2021 là yêu cầu là phải giảm 10%. Thế thì đối với giáo viên mà không giảm được giao đủ, giao đúng cái số của hàng năm á, thì đã là tăng rồi đấy. Thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập đang là vấn đề nóng diễn ra trên toàn thành phố Hà Nội, không kể nội hay ngoại thành, cũng không ở riêng cấp học. Trong số hơn 10.200 giáo viên còn thiếu, nhiều nhất là ở bậc tiểu học và trung học cơ sở với hơn 3.000 ở mỗi cấp. Và cảnh hiệu trưởng, hiệu phó nhà trường đứng lớp chưa biết đến bao giờ chấm dứt khi mà tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa thể giải quyết một sớm một chiều. Năm học này cũng là lần đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Sự xuất hiện của một số môn học mới khiến nhiều trường học đối diện với khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên. Tại Hà Nội, dù có nhiều thuận lợi để thực hiện đổi mới giáo dục, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh đông hay thiếu giáo viên ở một số môn học mới. Trước đây, khi tin học là môn học lựa chọn, hầu hết các trường tiểu học tại Hà Nội chỉ có một biên chế giáo viên dạy môn học này. Năm học 2022-2023, khi triển khai chương trình mới đối với lớp 3, tin học trở thành môn học bắt buộc khiến số tiết dạy tăng lên. Nhiều trường đối mặt với nguy cơ thiếu giáo viên. Với giáo viên ngoại ngữ thì trường chúng tôi đã đủ điều kiện biên chế. Với giáo viên tin học thì nhà trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi có những cái giải pháp rất là linh hoạt để đảm bảo đủ điều kiện cho học sinh tham gia chương trình giáo dục phổ thông đủ hết tất cả các môn học bằng cái biện pháp đó là hình dạng với các cô giáo ở các trường khác để bố trí thời gian phù hợp để các thầy cô giáo có thể đảm bảo được chương trình giáo dục phổ thông với lớp 3 đảm bảo hiệu quả nhất. Còn ở bậc trung học cơ sở, năm học này tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới với lớp 7. Điều khó khăn nhất với các nhà trường là thiếu giáo viên ở những môn tích hợp là lịch sử và địa lý, môn khoa học tự nhiên. Như tại trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, hiện có 30 giáo viên dạy môn tích hợp. Tuy nhiên, so với số lượng lớp hiện nay thì trường còn thiếu khoảng 5 giáo viên nữa mới đủ cho các môn học mới này. Đối với đội ngũ giáo viên thì do là cái giáo viên chưa được đào tạo kịp với cái việc triển khai. Thế do đó là có những giáo viên là chưa có những cái chứng chỉ hoặc chưa đào tạo về dạy các môn tích hợp, đang dạy các môn đơn lẻ. Vì vậy là cũng khó khăn cho nhà trường trong công tác phân công giáo viên. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khắc phục khó khăn để làm sao đảm bảo được cái công tác triển khai. Và trong thời gian đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cho giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng rồi để có các chứng chỉ để dạy các con. Tại Hà Nội, các nhà trường được phép ký kết hợp đồng, tăng cường chia sẻ giáo viên giữa các trường để đủ giáo viên dạy các môn học mới, bảo đảm 100% học sinh lớp 3 học tin học ngoại ngữ, học sinh lớp 10 được đáp ứng tốt nhất trong việc lựa chọn các tổ hợp môn phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tuyển dụng giáo viên. Đối với cấp tiểu học như môn tin học ngoại ngữ thì chúng tôi cũng có thiếu giáo viên so với số tiết để đảm bảo dạy đủ đối với lớp 3 là 4 tiết trên một tuần. Tuy nhiên thì các nhà trường cũng đã có hướng là hợp đồng thêm giáo viên để đảm bảo dạy đủ tiết theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như các khối lớp 4 năm thì cũng vẫn đảm bảo có các dạy tin học ngoại ngữ. Về đội ngũ hiện nay là ngành thiếu đang rất là nhiều và chúng tôi cũng phải có những cái giải pháp để hợp đồng những giáo viên về hưu cũng như là hợp đồng những giáo viên trẻ vừa mới ra trường cho ngành. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, riêng môn ngoại ngữ để thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 3 năm học 2022-2023, cả nước cần thêm 5.322 giáo viên, còn cho 2 năm tiếp theo lần lượt là 2027 và 2061 giáo viên. Tương tự, để đủ cho cả 3 năm, cả nước sẽ cần thêm 9.589 giáo viên. Việc thiếu cục bộ xảy ra ở nhiều tỉnh. Còn với môn tin học theo Bộ Giáo dục và Đào tạo để đủ giáo viên, tính tối thiểu một giáo viên một trường, thì cả nước cần bổ sung thêm 3.684 giáo viên. Theo thống kê của ngành giáo dục, cả nước thiếu khoảng 100.000 giáo viên trên tổng số 1,6 triệu giáo viên. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ,
Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết đã đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non, phổ thông, bổ sung ngay trong năm học 2022-2023. Năm 2022, tổng số giáo viên bỏ việc trên cả nước là hơn 16.000 người trên tổng số 1,6 triệu giáo viên. Tính bình quân, 100 giáo viên thì có một người bỏ việc, chiếm tỷ lệ 1%. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên, như tỷ lệ tăng dân số tự nhiên nước ta hàng năm vẫn rất cao. Thứ hai là tình trạng thừa thiếu mang tính chất cục bộ. Và nguyên nhân thứ ba chính là do việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Một trong các lý do nữa dẫn đến cái việc thừa thiếu giáo viên ấy, đấy là trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 có đặt vấn đề triển khai là giáo dục dạy, cái thời gian dạy không chỉ một buổi mà còn từ một buổi chuyển sang dạy hai buổi. Rồi chương trình đặt mục tiêu phổ cập đến mầm non 5 tuổi. Thì các cái mục tiêu đó muốn thực hiện được đều cần một lực lượng giáo viên rất lớn. Thêm một điều nữa là chương trình giáo dục phổ thông mới thì muốn là trang bị cho học sinh những cái phẩm chất, năng lực, những cái kỹ năng mới, cho nên có thêm một số môn học mới. Ngoài ra cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026. Các trường đại học sư phạm sẽ phải có được tính toán cái số chỉ tiêu sinh viên ấy, đào tạo làm sao đủ được nhu cầu của các tỉnh thành, các địa phương, đặc biệt là đào tạo giáo viên cho các môn học mới để khi mà có chỉ tiêu tuyển thì còn có nguồn để tuyển. Và đối với các tỉnh thành thì hiện nay cũng rất là khuyến khích các tỉnh là dùng cái ngân sách của địa phương có được mà thông qua cái quyết định của Hội đồng Nhân dân các cái tỉnh thành để có thể giải quyết cái việc ký hợp đồng để tạm thời giải quyết các cái công việc của giáo viên thiếu. Năm học 2022-2023 này sẽ tuyển bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Việc tuyển dụng biên chế sẽ ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên mầm non vùng khó khăn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình Thời sự tối sẽ tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng đón xem.